Vậy anh Trấn Thành trong phim Bố Già đi anh. Ok, để xem có ý tưởng gì hay không nha. À, có cách rồi, chờ xem nhé. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thử hỏi cuộc đời còn có bao nhiêu lần? 10 năm nữa